28 loại thực phẩm giảm cân nhanh cho người mập dễ kiếm ở xung quanh ta. Thực phẩm giảm cân tự nhiên nào tốt nhất cho người béo? Đây chắc chắn là câu hỏi mà nhiều người thường tự đặt ra nhất và gây ra nhiều vấn đề khó nói nhất. Để giúp các bạn nhanh chóng đạt được trạng thái hình thể đẹp nhất, hãy tham khảo ăn gì để giảm cân béo nhanh nhất nhé. Một trong những nguyên tắc giảm cân nhanh chóng chính là bạn phải cắt giảm bớt khẩu phần ăn của mình xuống, sao cho giảm bớt hàm lượng calorie nạp vào mỗi ngày. Đừng quên bổ sung các loại thực phẩm ít béo, nhiều protein, chất xơ và dưỡng chất vào thực đơn ăn uống của mình để nhanh chóng đạt được trạng thái và cân nặng ưa thích nhất. Điều này gần như ai cũng biết, tuy nhiên để thực hiện không phải là dễ, đó chính là lý do vì sao. Chúng tôi sẽ tiến hành phân tích các loại thức ăn nên ăn. Các loại này hiển nhiên sẽ có lượng calo thấp. 1. Trái bơ. Đây là một loại trái cây rất tốt, chứa hàm lượng chất béo tốt và đáng bổ sung vào danh sách các thực phẩm cần thiết cho bạn. Đây là nguồn năng lượng đốt cháy chậm chứ không tích trữ. Trong bơ còn có hàm lượng L-carnitine khá cao. Đây là một axit tự nhiên có trong các vitamin B. Ngoài ra bơ còn chứa rất nhiều chất chống oxy hóa mạnh, giúp trao đổi chất và trẻ hóa làn da. 2. Táo, apple. Đây là loại trái cây ưa thích của nhiều người, đặc biệt là những người nào cần giảm cân, cần ăn nhiều để no lâu hơn và nhanh hơn. Táo tiêu hóa chậm, thêm vào đó lượng đường của táo sẽ giúp bạn no lâu. Thông thường khi ăn một trái táo, do hàm lượng chất xơ khá cao nên cơ thể sẽ tốn khoảng một thời gian mới đói. 3. Blueberry, trái Việt Quất. Trái này cực kỳ mọng nước và được xem là nguồn cung cấp vitamin và chất dồi dào cho những người đang ăn kiêng. Nó có khả năng giúp bạn cảm thấy no lâu nhờ lượng đường. Đây là một siêu thực phẩm chứa hàm lượng chất chống oxy hóa rất cao, giúp cơ thể kháng lại các gốc tự do, nguyên nhân gây ra nhiều loại bệnh nguy hiểm, thậm chí là ung thư. Theo một số nghiên cứu gần đây, loại quả này còn giúp giảm cân cực tốt. Trái Việt Quất còn chứa rất nhiều axit oxalic, giúp làm săn chắc cơ bắp. 4. Trái bưởi. Bưởi được xem là một trong những loại thức ăn giúp giảm cân cực kỳ hiệu quả và được các nhà nghiên cứu khoa học chứng minh. Trong một nghiên cứu kéo dài 12 tuần trong 91 người bị béo phì, ăn nửa trái bưởi tươi trước mỗi bữa ăn đều giúp giảm tới 1 ký sáo. Chắc chắn, hỏi ai thức ăn gì giảm cân mỡ tốt nhất thì 9-10 người sẽ nhanh chóng nói cho bạn biết rằng bưởi, nước ép bưởi, hiển nhiên là nó tốt rồi. 5. Trái cam. Đây là một loại trái cây chứa rất nhiều chất xơ, giúp bạn nhanh chóng có cảm giác no. Ngoài ra nó còn cung cấp nhiều vitamin C. Bên trong cam còn có rất nhiều axit amin đặc biệt, giúp phá hủy chất béo và đốt cháy tạo ra nhiều năng lượng. Tốt nhất hãy dùng các loại nước ép giảm cân cam tươi thay vì các loại nước ép đóng chai hay cho thêm đường nhé. 6. Cà chua. Đây là một trong những loại trái cây quan trọng vì nó chứa hàm lượng calorie cực thấp nhưng lại nhiều xơ, vitamin giúp bạn no lâu. Tất cả những gì bạn cần nhớ chính là cà chua sẽ giúp cho bạn giảm cân cực tốt. 7. Khoai lang. Bạn chắc chắn biết, những người tập thể hình thường ăn khoai lang mỗi ngày nhờ hàm lượng khoáng chất quan trọng cũng như lượng tinh bột tiêu hóa chậm, hỗ trợ giảm cân cực tốt vì bạn sẽ luôn cảm thấy no rất lâu sau khi ăn. Đó chính là lý do vì sao bạn nên tranh thủ tận dụng khoai lang để làm thức ăn thay cho cơm. 8. Các loại đậu.
Các loại đậu đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình giảm cân, bao gồm đậu đen, đậu đỏ. Các loại đậu thường chứa hàm lượng đạm và xơ cao, cũng như một số loại kháng tinh bột. Đậu giúp cân bằng lượng đường trong máu, giúp tiêu hóa thức ăn tốt hơn, đặc biệt là sẽ giúp bạn no lâu hơn. Ngoài ra, hàm lượng chất xơ cao và dinh dưỡng giúp bạn khó lòng nạp được nhiều calo. 9. Quả trứng. Mặc dù ăn nhiều trứng làm gia tăng hàm lượng cholesterol xấu LDL ở một số người, nhưng chúng vẫn là một những loại thực phẩm tốt cho bạn nếu cần giảm cân. Chúng rất giàu protein và chất béo và rất bão hòa. Một nghiên cứu trên 30 người phụ nữ thừa cân đã chứng minh ăn trứng vào bữa sáng thay vì bánh mì sẽ làm gia tăng cảm giác no bụng và khiến những người tham gia ăn ít hơn trong 36 tiếng tiếp theo. Một cuộc nghiên cứu trong 8 tuần khác đã tìm thấy ăn trứng vào bữa sáng làm gia tăng tốc độ giảm cân trong một chế độ ăn hạn chế calo so với việc ăn bánh mì. Bên trong trứng có chứa rất nhiều protein giúp bạn xây dựng cơ bắp và tạo cảm giác no lâu. Vậy tại sao không bổ sung vào thực đơn giảm cân của bạn? Trong trứng có hơn 20 nhóm vitamin và khoáng chất. Ngoài ra còn có hàm lượng chất chống oxy hóa cực cao. Hầu hết tất cả các dưỡng chất đều có trong lòng trắng trứng. 10. Cá hồi. Các loại cá hồi đều rất tốt cho sức khỏe và giúp bạn no lâu trong nhiều giờ, mà hàm lượng calo lại rất thấp. Cá hồi chứa rất nhiều protein, chất lượng, chất béo lành mạnh và rất nhiều dưỡng chất quan trọng khác. Các loại cá hay hải sản đều có thể cung cấp hàm lượng lớn chất iốt. Dưỡng chất này rất cần thiết để duy trì chức năng tuyến giáp hoạt động ổn định, cực kỳ quan trọng để giúp hệ trao đổi chất của bạn hoạt động trơn tru. Rất nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh rất nhiều người không hấp thụ để hàm lượng muối iốt cần thiết trong ngày. Loại cá này cũng giống như trứng, chứa rất nhiều protein. Đó là lý do vì sao bạn thấy trong danh sách các thực phẩm tăng cơ cho người tập gym luôn có món này. Bên trong cá hồi còn có chứa axit béo omega 3 cực tốt, kích thích đốt cháy nhiều mỡ thừa, kích thích trao đổi chất và đốt cháy bớt đi lượng calo mà bạn hấp thụ qua đường ăn uống. 11. Cá mồi. Loại cá này chứa rất nhiều axit béo như loại cá trên. Ngoài ra, nó chứa rất nhiều chất đạm, giúp bạn kích thích xây dựng cơ bắp, cũng như giảm đi việc ăn uống quá nhiều calorie. Đặc biệt là cá mồi cung cấp nhiều dầu cá tốt, giúp giảm cholesterol. Tất cả sẽ giúp ích cho quá trình đốt cháy mỡ thừa để tạo ra năng lượng. 12. Dầu ô liu. Bên trong dầu ô liu có chứa rất nhiều chất béo tốt, chứ không phải loại xấu như mỡ động vật. Nhờ đó bạn sẽ yên tâm sử dụng mà không lo lắng bị tích trữ mỡ thừa. Thịt bò và ức gà. 13. Thịt luôn bị mọi người vu cho tội gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe, bất chấp thiếu và các bằng chứng khoa học để chứng minh cho điều này. Mặc dù các loại thịt chế biến sẵn là không lành mạnh, nhưng nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh thịt đỏ chưa chế biến không làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch hoặc béo phì. Theo hai cuộc nghiên cứu lớn, thịt đỏ chỉ có mối liên hệ rất yếu tới tình trạng ung thư ở nam giới. Và thậm chí còn chẳng liên quan gì ở nữ cả. Sự thật là thịt là một loại thực phẩm giảm cân thân thiện với cơ thể chúng ta mà lại rất giàu hàm lượng chất đạm. Protein là một thành phần giúp làm no bụng nhanh và ăn một bữa ăn giàu protein có thể giúp cơ thể bạn đốt cháy hơn 80-100 calo mỗi ngày. Nghiên cứu khoa học đã chứng minh gia tăng hàm lượng protein hấp thụ trên 25% tổng lượng calo mỗi ngày có thể giảm cảm giác đói bụng tới 60% và giảm đi mong muốn ăn đêm tới một nửa.
Dù ức gà không phải là lựa chọn hoàn hảo cho người ăn chay, nhưng lại cực tốt cho người đang trong quá trình giảm cân, giảm mỡ nhờ hàm lượng protein cao mà lại rất ít chất béo. Lưu ý, ức gà mà chúng ta sẽ nói tới là không bao gồm lớp da bên ngoài. 14. Trái chuối. Chẳng có lý do gì để bỏ qua loại trái cây ngon thơm và nhiều dưỡng chất này. Chỉ cần 1 đến 2 trái chuối là đủ để bạn cảm thấy no rất lâu rồi. Thông thường bạn nên ăn chuối vào bữa phụ. 15. Trái lê. Loại trái này chứa rất nhiều dưỡng chất quan trọng giúp giảm cân đốt mỡ. Đặc biệt nhờ hàm lượng chất xơ cao nên bạn sẽ thấy mình no lâu hơn. Cuối cùng là lượng đường tự nhiên giúp người mập không còn cảm giác thèm đồ ngọt. 16. Nấm. Các loại nấm không chỉ có lượng calo thấp, nhiều vitamin, nấm còn chứa rất nhiều giá trị dinh dưỡng khác. Ngoài ra bạn nên tận dụng các làm các món ăn với nấm. 17. Ớt tiêu. Một chế độ ăn giảm cân có ớt tiêu sẽ mang lại những hiệu quả vô cùng tích cực. Chúng chứa hợp chất capsaicin, được khoa học chứng minh giúp giảm cơn thèm ăn và gia tăng khả năng đốt cháy chất béo. Hợp chất này thường có trong rất nhiều loại thực phẩm bổ sung, giúp giảm cân thường được bán trên thị trường. Một cuộc nghiên cứu khoa học đã chứng minh ăn 1 gram ớt đỏ giúp giảm cảm giác thèm ăn và gia tăng tốc độ đốt cháy mỡ thừa ở những người thường không ăn. Tuy nhiên, những người thường ăn mỗi ngày thì tác dụng không đáng kể. Nếu bạn thích món nóng, chắc chắn phải chọn ớt, vì nếu ăn mà cay quá thì bạn sẽ bị ức chế thèm ăn. Đặc biệt, các chất trong ớt sẽ giúp tăng khả năng chống ung thư. 18. Các loại rau họ cải. Các loại rau họ cải bao gồm bông cải xanh, súp lơ trắng, bắp cải giống như các loại rau khác. Chúng rất giàu hàm lượng chất xơ và có xu hướng làm bạn no bụng nhanh. Thêm nữa, các loại rau này thường chứa hàm lượng protein khá đáng kể. Hàm lượng protein của chúng không cao bằng trong các loại thực phẩm từ động vật, nhưng cao hơn so với các loại rau khác. Sự kết hợp của protein chất xơ và mật độ năng lượng thấp có thể giúp các loại rau họ cải thành những loại thực phẩm tuyệt vời để bổ sung vào chế độ ăn của mình. Nếu thật sự bạn cần giảm cân, chúng cũng chứa rất nhiều dưỡng chất và hợp chất để chống ung thư. Chẳng có lý do gì để bỏ qua món ăn này cả, vừa chứa nhiều giá trị dinh dưỡng, vừa giàu xơ, giúp giảm cân cực tốt. Chẳng có lý do gì để không ăn món này. Chắc chắn nhiều người chưa biết chỉ cần ăn một chén súp bông cải xanh là bạn đã cung cấp gần đủ lượng vitamin một ngày cho cơ thể. Ngoài ra, hàm lượng chất xơ cực cao trong khoáng chất của nó sẽ giúp ích rất nhiều, đặc biệt đây là loại rau củ cực giàu chất dinh dưỡng bảo vệ sức khỏe. 19. Cải bó xôi. Theo nghiên cứu, các loại cải này giúp bạn đốt mỡ cực tốt. Đó là lý do vì sao người nước ngoài thường xuyên bổ sung loại này vào bữa ăn mỗi ngày. 20. Trà xanh. Chắc chắn là tinh chất trà xanh phải có trong danh sách này. Chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp cơ thể đốt cháy nhiều calo chất béo. 11. CLE. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho người muốn giảm cân, với hàm lượng chất các tinh chất quan trọng giúp hỗ trợ cho quá trình đốt mỡ giảm cân. Chẳng có lý do gì để bạn bỏ qua CLE cả. Một trong số đó là CLE My Protein đó nhé. 22. Hạt chia. Hạt chia rất giàu axit béo omega 3, 6, chất đạm, chất xơ, giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa bên trong cơ thể, từ đó quá trình trao đổi chất tốt hơn và đốt cháy mỡ. Chỉ cần cho hạt chia vào nước, hạt chia sẽ nở ra và gia tăng kích thước bên trong dạ dày. Như vậy, chỉ cần một muỗng hạt chia
là bạn đã tạm thấy no căng rồi. Nếu bạn để ý sẽ thấy nhiều người rất thích áp dụng hạt chia. 23. Đậu hũ. Đối với những người ăn chay mà thích tập gym, đậu hũ sẽ cung cấp nguồn protein cực kỳ khủng khiếp, chưa kể hàm lượng tinh bột cực thấp. Đó là lý do vì sao bạn có ăn nhiều cũng không tích mỡ. Ngoài ra hàm lượng canxi khủng khiếp, giúp làm cho hệ xương chắc khỏe. Tuy nhiên, đừng có chiên nhé vì chiên chỉ toàn là dầu. 24. Măng tây. Mặc dù được cho là có vị đắng, nhưng nó lại chứa rất nhiều dưỡng chất. Đó là lý do vì sao bạn phải bỏ nhiều tiền để có mà ăn. Măng tây chứa hàm lượng vitamin, axit amin và axit béo cực cao, giúp tăng cường quá trình trao đổi chất và chuyển hóa chất béo. Điều này chứng tỏ vì sao bạn nên coi nó là một trong những thực phẩm giúp giảm cân nhanh. 25. Sữa chua. Sữa chua chứa rất nhiều probiotic giúp cho quá trình tiêu hóa trao đổi chất. Các enzyme có lợi trong sữa chua giúp tăng cường hệ miễn dịch, phát triển xương, đốt mỡ. Cuối cùng, bạn nên cân nhắc, xem xét kỹ bài viết tại sao không nên uống thuốc giảm cân mà nên dùng viên uống giảm cân. 26. Các loại rau xanh. Các loại rau xanh bao gồm cải bó xôi, xà lách. Chúng cùng vài thành phần biến chúng thành những phần hoàn hảo trong một chế độ ăn kiêng giảm cân, chẳng hạn như ít calo và carb, nhưng lại giàu hàm lượng chất xơ. Ăn các loại rau cải xanh là cách tuyệt vời để gia tăng tổng lượng những gì bạn cần ăn trong một bữa mà không hề làm gia tăng calo. Rất nhiều cuộc nghiên cứu khoa học đã chứng minh các bữa ăn và chế độ ăn có mật độ năng lượng thấp đều làm mọi người ăn ít calo hơn. Các loại rau xanh đều rất giàu dưỡng chất và rất nhiều vitamin, chất chống oxy hóa và khoáng chất, bao gồm canxi, được khoa học chứng minh giúp đốt cháy mỡ thừa. 27. Khoai tây luộc. Khoai tây chứa một vài thành phần quan trọng giúp giảm cân và cải thiện sức khỏe cực tốt. Chúng chứa vô số các loại dưỡng chất khác nhau và gần như đủ hết các loại mà cơ thể cần. Đặc biệt, chúng chứa hàm lượng kali rất lớn, một loại dưỡng chất mà hầu hết mọi người không hấp thụ đủ, nhưng lại đóng một vai trò quan trọng trong việc kiểm soát huyết áp máu. Trong một cuộc nghiên cứu, các nhà khoa học đã chứng minh ăn khoai tây luộc sẽ giúp bạn nhanh no bụng hơn và từ đó sẽ giúp ít ăn các loại thức ăn khác. 28. Cá ngừ. Cá ngừ là một loại thực phẩm giàu hàm lượng protein, chứa ít calo khác mà bạn cần phải quan tâm bổ sung vào các món ăn. Ăn gì giảm cân nhanh? Loại cá này thường chứa rất ít chất béo. Những người thích tập thể hình và người mẫu fitness đang trong giai đoạn siết cơ giảm mỡ đều rất thích ăn cá ngừ để gia tăng hàm lượng protein hấp thụ trong khi vẫn giữ tổng lượng calo và chất béo thấp.